Đầu tiên mình sẽ chọn màu xanh. Đầu tiên mình sẽ chọn màu cam.
Đây là phần thiết phòng của mình đã sắp chọn xong rồi nha. Đây là phần thiết phòng sắp chọn xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xỏ hạt chữ vào. Bây giờ mình sẽ nối hai đầu chiếc vòng lại nhá, cho thành chiếc vòng bình thường, chiếc vòng hoàn chỉnh. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh cho mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể bấm like và video của mình đến đây là kết thúc. Chiếc vòng của mình đã được hoàn thành. Nếu các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn.